Đội tuyển Hàn Quốc rất mạnh, nên chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ khi đối đầu với họ ngày 17 tháng 10. Huấn luyện viên Chu-sia nhấn mạnh như vậy tại họp báo trước trận vào hôm qua 16 tháng 10. Ông Chu-sia khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ chú trọng cải thiện những gì không làm được ở trận gặp Trung Quốc và Uzbekistan. Đội Việt Nam đang trong quá trình xây dựng lối chơi, trao cơ hội để các cầu thủ trẻ phát triển. Trận đấu với Hàn Quốc sẽ là cơ hội lớn cho chúng tôi. Kỹ năng của các cầu thủ Hàn Quốc đạt tầm cỡ thế giới. Vì thế sẽ không ngạc nhiên khi khoảng 60-70% thời lượng bóng lăn là Việt Nam phải phòng ngự. Đội Hàn Quốc ở trình độ cao hơn rất nhiều, nên Việt Nam cần phải bình tĩnh kiểm soát bóng, vượt qua áp lực do đối phương gây ra. Tôi muốn cầu thủ của mình tự tin vào sân với tinh thần quyết tâm cao nhất. Tôi muốn thấy họ sẽ chơi ra sao khi không có bóng, thể hiện thế nào nếu có bóng. Rất đáng tiếc đội tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của ba ngôi sao. Khi tiền đạo Nguyễn Quang Hải và trung vệ Quế Ngọc Hải gặp chấn thương, cả hai đều cần ít nhất 3-5 tuần để hồi phục. Còn tiền đạo Nguyễn Tiến Linh bị treo giò vì nhận thẻ đỏ trong trận gặp Trung Quốc ngày 10 tháng 10. Phía đội chủ nhà, Son Heung-min là ngôi sao sáng nhất của bóng đá Hàn Quốc thời điểm hiện tại. Chính vì vậy, không chỉ người hâm mộ Hàn Quốc mà cả khán giả lẫn các tuyển thủ Việt Nam chắc hẳn cũng trông chờ chân sút của Tottenham Hotspur sẽ có thể góp mặt ở trận đấu giữa hai đội. Tuy nhiên, theo thông báo từ huấn luyện viên Klinsmann trong buổi họp báo trước trận, khả năng ra sân của tiền đạo đang chơi bóng ở ngoại hạng Anh còn bỏ ngỏ do anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Cựu tiền đạo của đội tuyển Đức tỏ ra thận trọng trước cuộc tiếp đón đối thủ đến từ Đông Nam Á. Đội tuyển Việt Nam không phải là đội bóng yếu. Họ có thể cạnh tranh ở Asian Cup hoặc vòng loại thứ 3 World Cup. Trận đấu tới sẽ giúp Hàn Quốc tìm ra những điểm cần cải thiện để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026. Nếu có kết quả tốt trong hiệp 1, chúng tôi có thể trao cơ hội cho các cầu thủ mới nhằm giữ sức cho lịch thi đấu sắp tới. Mỗi trận đấu giao hữu, chúng tôi được thay 6 cầu thủ, đó là bước đệm để thêm nhiều cầu thủ được ra sân.